quý thầy, quý sì, quý vị đại biểu khách quý, quý đại diện chính quyền và toàn thể quý khách hiện diện trong lễ khởi công đặt nền móng xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ Nghĩa Lộ chúng con hôm nay. Giờ đây, con xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cha Giuse Chu Văn Khương, quản hạt Nghĩa Lộ, chánh xứ Nghĩa Lộ. Xin cộng đoàn nhiệt liệt chào đón ngài. Con xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt. Xin cộng đoàn nhiệt liệt chào đón. Con xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý thầy, quý dì. Xin cộng đoàn nhiệt liệt chào đón. Con xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái, xin quý cộng đoàn nhiệt liệt chào đón. Xin trân trọng giới thiệu quý ban thường vụ, ban hành giáo, các giáo xứ, giáo họ, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo hạt. Xin cộng đoàn nhiệt liệt chào đón. Giờ đây, con xin kính mời quý đấng bậc, quý khách và quý cộng đoàn cùng hướng lên màn hình để nhìn lại lịch sử, sự hình thành và phát triển cũng như hình ảnh nội ngoại thất ngôi thánh đường mới của giáo xứ Nghĩa Lộ do ban truyền thông giáo xứ dựng phim. Xin mời ban truyền thông trình chiếu. Lịch sử giáo xứ Nghĩa Lộ. Vị trí địa lý. Giáo xứ Nghĩa Lộ nằm ở trung tâm cánh đồng Mường Lò, miền Tây Bắc của tỉnh Yên Bái, bao gồm thị xã Nghĩa Lộ và 4 phường Trung Tâm, Bú Trạc, Tân An, Cầu Thia và 3 xã: xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc và Nghĩa An, cùng một xã là xã Phù Nham của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Những bước hình thành và phát triển. Khởi đầu. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cha Louis Comeau, cha thừa Sai Perry, gọi theo tiếng Việt là cha Vĩnh, đã đến gieo hạt giống tin mừng đầu tiên trên mảnh đất khu tự trị Thái Mèo, tên gọi ngày đó. Sau những năm đầu giao giảng cho các dân tộc nơi đây, dần dần đã hình thành nên một cộng đoàn tín hữu trải dài khắp khu vực miền Tây Bắc này. Năm 1905, Đức cha Paul Raymond, Đức cha Lộc đã ký quyết định thành lập giáo xứ Nghĩa Lộ, tước hiệu Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu, quan thầy các xứ truyền giáo. Sau đó, từ giáo xứ Nghĩa Lộ đã tách ra các giáo xứ miền Tây giáo hạt Yên Bái ngày nay. Các giai đoạn lịch sử. Thời gian các đấng thừa sai quản nhiệm. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là giai đoạn giáo xứ Nghĩa Lộ liên tục có các cha người Pháp trông coi và giao giảng. Thời gian này, giáo xứ Nghĩa Lộ là trung tâm nghỉ chân của các đấng thừa sai đi giao giảng tin mừng ở các vùng lân cận. Các xã của huyện Trạm Tấu và các huyện, xã của tỉnh Sơn La cũng như một số xã của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Lúc này nhà thờ giáo xứ Nghĩa Lộ được làm 7 gian nhà cấp 4 bằng gỗ. Đến năm 1947 thực hiện chính sách vườn không nhà trống. Do chiến tranh nhà thờ đã bị đốt cháy, sau đó dựng lại vẫn làm bằng gỗ theo kích thước như cũ. Năm 1953, do chiến tranh nhà thờ bị trúng bom của thực dân Pháp nên đã bị cháy lần thứ hai, sau đó vẫn dựng lại theo kích thước cũ. Ngày 12 tháng 12 năm 1965, nhà thờ bị bom Mỹ bắn phá hỏng toàn và bỏ hoang mãi cho đến năm 1969. Lúc này, cụ già Dương đã cùng một số giáo dân dựng tạm lại ngôi nhà nguyện ba gian bằng tre. Mãi đến năm 1979, nhà thờ được dựng lại 4 gian bằng gỗ xoan. Năm 1989, số giáo dân tăng lên nên nhà thờ được dựng lại 6 gian bằng gỗ. Đến năm 2000, thời cha Giuse Nguyễn Đình Dậu quản nhiệm và được sự giúp đỡ của cha giám quản giáo phận Giuse Nguyễn Thái Hà, nhà thờ giáo xứ Nghĩa Lộ đã được xây dựng lại như ngày nay, chiều dài 27m, chiều rộng 10m và tháp chuông là 19,4m. Từ năm 2008 đến năm 2012,
đây là thời gian giáo xứ Lộ thăng tiến nhất. Do có quý cha quản nhiệm tại giáo xứ nên các công việc của giáo xứ được xây dựng khang trang hơn rất nhiều so với trước đây. Trong thời gian này, quý cha đã cùng giáo dân xây dựng được ngôi nhà xứ 2 tầng và nhà giáo lý, có sự giúp đỡ của đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận, cùng với hai tượng đài Thánh Giô-xe và Đức Mẹ. Vào thời điểm đó, các công trình như nhà để xe và khuôn viên nhà thờ Thánh Teresa được xây dựng gọn gàng, sạch đẹp, đã thực sự trở thành trung tâm tôn giáo của các giáo xứ khu vực miền Tây giáo hạt Yên Bái. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trải qua thời gian với việc xây dựng chắp vá các công trình không có quy hoạch định hướng, nên nhìn tổng thể không tương xứng với quy mô là trung tâm văn hóa nổi bật của khu vực thị xã. Các công trình kiến trúc chính như sau. Nhà thờ chính được xây dựng vào năm 2000, với điều kiện thời kỳ đó rất khó khăn nên vật liệu xây dựng không đảm bảo được độ bền lâu. Hiện nay, công trình đã xuống cấp với các khu vực bị ẩm mốc và nứt nẻ. Nhận thấy sự xuống cấp của ngôi nhà thờ giáo xứ Nghĩa Lộ qua thời gian, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận, cùng với cha xứ Giuse đã quyết định xây dựng ngôi thánh đường mới khang trang hơn để bà con giáo dân có nơi thờ phượng tín mến Chúa an toàn và sốt mến hơn. Xây dựng công trình nhà thờ mới với quy mô 2 tầng, 1 tầng hành lễ và 1 tầng trệt, 2 tháp chuông cao khoảng 47m, có thể ngắm toàn cảnh Nghĩa Lộ từ trên cao. Ý tưởng thiết kế, bố cục tổng thể khu đất với trục công trình nhà thờ chính cao 2 tầng được bố trí lệch lên phía bắc của khu đất để tạo ra không gian rộng phía nam, phục vụ các hoạt động công cộng ngoài trời như lễ đài, hang đá và sân lễ hội kết hợp với thể thao. Xung quanh công trình sẽ bố trí đường rộng để tổ chức hành lễ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Toàn bộ các chức năng sẽ được bố trí trong công trình nhà xứ. Hướng công trình sẽ xoay về phía nam, đảm bảo tránh nắng hướng Tây và tạo ra không gian phù hợp với tổng thể. Trên khu đất bố trí các chức năng sau. Nhà thờ chính là công trình cao 2 tầng có tháp đôi, được bố trí ở vị trí gần trung tâm của khu đất với bố cục mặt bằng hình thập giá. Đầu hồi nhà thờ được tạo hình vát cạnh phù hợp với khu đất. Phía đầu hồi nhà thờ bố trí hành lang, cầu nối từ phòng áo tầng 2 sang nhà xứ và trung tâm mục vụ. Hang đá, lễ đài bố trí ở bên phải nhà thờ chính, tiếp giáp với sân tổ chức các hoạt động. Nhà thờ chính, ý tưởng thiết kế. Công trình được thiết kế với hai tháp chuông cao vút hướng lên bầu trời, nhấn mạnh tính quan trọng, tầm vóc của nhà thờ, đồng thời cũng khiến công trình trở thành điểm nhấn trong khu vực. Hình thức kiến trúc, qua nghiên cứu về kiến trúc nhà thờ Công giáo nói chung và nhà thờ Công giáo Việt Nam nói riêng, công trình có những đúc kết về mặt công năng cũng như hình thức kiến trúc của thể loại công trình đặc thù này. Mặt tiền, theo đó, công trình có dạng nhà thờ hai tháp chuông với một mặt bích ở giữa, sử dụng các ngôn ngữ của phong cách kiến trúc Gothic với các cửa, vòm nhọn,
Nhìn chung, chiều cao mặt tiền được chia thành 3 phần. Tầng 1 được bố trí không gian đa năng, họp giáo lý và các phòng chức năng. Tầng 2, cửa vòm, lối vào công trình, hành lang giữa hai tháp chuông với các cửa sổ kính trang trí. Phần trên cùng được đặt đồng hồ, xung quanh đồng hồ là hệ cửa kính, tạo thành một hệ cửa sổ hoa hồng lớn. Tháp chuông có chiều cao lên tới đỉnh là 46,76m so với cốt. Trên đỉnh mỗi tháp chuông được gắn một cây thánh giá. Mặt bên công trình có dạng hai tầng mái chạy dọc công trình từ tháp chuông tức cung thánh vào phòng áo phía sau, được ngắt bởi cạnh ngang của thánh giá. Ở mỗi tầng của công trình được thiết kế hệ cửa sổ khác nhau nhưng vẫn đảm bảo cùng một ngôn ngữ kiến trúc, vừa tạo sự thống nhất nhưng vẫn đảm bảo tính đa dạng. Mặt sau là khu vực phòng áo. Các hệ cửa sổ, cửa đi bằng gỗ được nghiên cứu chạm khắc các chi tiết dựa trên các hình ảnh trong Công giáo. Riêng hệ cửa sổ nghiên cứu làm kính màu tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Mặt bằng công trình gồm có hiên trước là không gian thường có phía trước nhà thờ, có cốt cao độ bằng với nhà thờ, đảm bảo có khoảng nghỉ trước khi bước vào tiền sảnh. Tiền sảnh, khu vực nằm dưới tháp chuông là không gian đệm trước khi bước vào nhà thờ, đảm bảo tính tôn nghiêm và trang trọng của không gian hành lễ. Không gian cầu nguyện, gian nguyện có diện tích khoảng 400m², tương đương với sức chứa khoảng 500 người. Có 3 cửa lớn mở trực tiếp từ tiền sảnh. Hai bên lối vào có các thang bộ để đi lên gác đàn phía trên. Gian nguyện được bố trí các ghế cộng đoàn hai bên nhằm tạo lối đi chính về phía cung thánh. Ngoài ra, bố trí lối đi, lối lại hai bên, trước và sau dễ dàng thuận tiện. Cung thánh có diện tích khoảng 95m². Gác đàn nằm phía trên tiền sảnh, nới rộng thêm một bước cột phía trong nhà thờ, có diện tích 70m², là nơi ca đoàn phục vụ. Từ không gian ca đoàn có thể tiếp tục đi lên hai tháp chuông. Phía trên ca đoàn còn một tầng với cốt cao độ 28,1, là nơi đặt máy của đồng hồ. Hai tháp chuông, như tên gọi, tháp chuông sẽ là nơi đặt hai quả chuông, mỗi bên tháp hai quả. Ở đỉnh tháp, tháp chuông và một chóp có thể đi lên chóp để bảo dưỡng chuông, mái và cũng là nơi để ngoại cảnh. Phòng áo nằm sau cung thánh, được thiết kế hai tầng, là nơi cha xứ chuẩn bị trước khi cử hành thánh lễ và cũng là nơi lưu trữ các vật dụng phục vụ. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính: tổng diện tích khu đất là 4.926m², diện tích nhà thờ chính 1.026m², diện tích nhà để máy phát điện, nhà bơm 16m², diện tích nhà webcom công cộng 86m², diện tích lễ đài sự kiện 120m². Dự kiến trình tổng mức đầu tư dự án là 24.072.621.000. Chi phí xây dựng sau thuế là 20.269.289.000 đồng. Chi phí quản lý dự án sau thuế là 415.939.000 đồng. Chi phí đầu tư tư vấn đầu tư xây dựng là 1.176.167.000 đồng. Các chi phí khác là 227.976.000 đồng. Chi phí dự phòng là 1.146.513.000 đồng.